Dạ, Long Nguyễn TV xin mến chào ông bà bác anh chị em. Long xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà bác ơi, hiện tại giờ Long đang ở một cái vị trí gọi là Hà Tiên như này. Một căn nhà thấy bỏ hoang rồi, hoang rất là lâu rồi. Lúc trước Long có chia sẻ một lần là không biết gặp hiện tượng gì không. Hôm nay rất là lâu rồi Long nghe trở lại, trả lời vô đây chia sẻ cho bà con các bác xem ấy, có hiện tượng gì lạ trong đây không nha bà bác ha. Thì mời bác theo dõi vào trong nha. Bên có căn nhà bên. Xong này cần xăng nữa đúng không ạ? Cái này lúc trước cũng năm anh trước là Long quay trở lại rồi, giờ không thấy gì đâu. Này trở lại thì con dòng nào đây không? Này cặp bên nhà người ta luôn, sát bên nhà luôn. Đây là cặp đường lộ xe nó chạy ngoài nữa. Đó là cũng có nhà bên đó. Nó này rất là to luôn, giống như cái biệt thự sẽ bỏ uổng quá. Tiến hành vào trong con bò có gì vô đây nữa. Có mắc nợ mắc nần gì không sao bỏ uổng quá. Bên xăng rất là lớn nha, bên đó là cái xăng bên đây nè, như cái nhà mà ở những cái biệt thự mắc xem. Tắt điện còn cái lọc phòng nó cũng rớt hết trơn, cái này có rất là lâu nha, cái nóc nó kiểu như nóc thái vậy đó. Và cái lọc phòng nó rớt từ miếng như thế này. Trời nó rớt xuống đâu mà này. Ở đây nó rất là trống trống gì luôn. Bóng đèn còn nè. Đây nó đóng rồi, nhìn nhờ anh. Biết cái lý do gì đó chắc người ta chắc có liên quan gì tới tâm linh gì đó mà bác ơi. Tới tâm linh gì đó cho nên người ta mới làm ăn không được, người ta bỏ luôn không? Rất là rộng, rất là lớn mà di chuyển tiếp lại trước tiếp rồi. Có hai phòng hay
Phòng bên kia có cái cửa, phòng này mất tiêu. Ai tháo là mất tiêu. Phòng ở trời nó không còn ở đây luôn, ở đây rớt hết trơn nè. Rớt người ta lấy hay sao không? Hồi trước đó người ta bỏ đi vài năm rồi. Rồi ai lấy người ta lấy rồi. Không ai qua đây chứ, không có gì người dân cư là ở đây chứ. Cái nhà này giống như một cái biệt thự nhỏ vậy. Có hai cái phòng. Ở đây còn bóng đèn luôn nè mà. Thấy chưa? Ở đây sắp rớt rồi. Bóng đèn kiểu ngộ quá, đẹp quá. Tấm nhìn nhện ở đây chứ. Không có ai vô đây. Chắc làm ăn không được rồi. Mở cây xăng nó ở đây luôn. Làm ăn không được rồi. Ông xăng không được, ế quá, bỏ đi. Cái số này phong thủy không tốt. Nhìn nó u ám gì vậy? Sao phong thủy tốt được? Mà ra mấy cái mình xào rồi có gì không? Đây, cái cửa sao còn? Mình phải dẹp dẹp trước. Đi cẩn thận nha. Cửa sao nó bể? Để tính kiếm ra chứ. Có cây nhiều nhọn này, cây gì đây? Cô giờ đánh không có. Cô đánh này. Gì? Sau này cái tủ bếp. Tủ bếp đẹp ghê không? Không xài được luôn. Ở trên phòng. Tủ bếp ở dưới này đựng đồ. Đẹp quá, đẹp không mà bạn ha. Khổ ổn quá. Chứ ở làm ăn không được, đi thôi giờ. Ở sau này như là không còn tấm nào luôn. Có phòng mà bây giờ lấy hay sao, nếu mà rớt thì nó sẽ nằm dưới sàn này, nó sẽ nằm dưới sàn này. Đây là cái nhà bếp rồi. Đẹp ha, bếp đẹp ha, thiết kế nhìn rất đẹp nè mọi người. Một là làm ăn thua lỗ, hoặc là có gì thế giới chuyện tâm linh đó mà bác. Ma quỷ đầu trú ngụ ở đây. Nên nó phá phách đây không làm ăn được, người ta không chịu được, người ta mới dọn đi. Vậy thôi. Làm sao nó có cửa sổ nè. Ở đây thiết kế rất là đẹp luôn. Dạ tới sao? Từ lần trước bị ngang tầm tháng nhà này tầm khoảng 4 mét trong mà. Chiều dài chắc chắc hai mấy mét. Sao ra tới sao? Tầm khoảng 15 mét, 16 mét. Dạ, không sao. Đây có cái lu. Đú đầu lên cái chả mất dép. Hôm nay phòng tắm. Hôm nay phòng tắm em không? Vậy là cái ngăn bên kia cái ngăn một cầu. Vừa giấy vừa. Cái cửa không có tiêu luôn.
hai cánh cửa này, hai cánh cửa đằng sau vẫn còn, cánh cửa đây mất tiêu rồi. Còn đi kêu rồi. Sáu mà ôi sáu ôi sáu kêu gì sáu ôi sáu không nước thì mưa tự vô cái bông cầu gớm rất là lớn nha. Vừa giá lắm mà nó chắc người ta cho mò cho nó nhảy rồi sao bỏ qua gì tận dụng được gì tận dụng có mấy căn phòng gì đảo vòng lên coi có ai đây không tiếng gì cái gì vậy đó con gì kêu ơi sao có mấy tay phong thủy mở gì làm ăn không được phải rồi. Trước hết kêu rồi con gì ấy cẩn thận chuyện chay không đây là mất cửa sổ nè ôi còn kéo được rồi còn kéo được ui thử rộng phân trang như thế này bổ quá không biết có chương trình ma quỷ gì đây không sao kỳ quá kỳ. Không thấy mà bạn ơi. Cái cửa động luôn, phòng trước là phòng khách rất là lớn luôn. Thì đúng là một cái này là một biệt thự luôn cái dở luôn biệt thự nó làm bằng cái nóc thái trên ngầm không thấy còn mấy tôn luôn căn này nếu mà nó cũ gì là bỏ trong khoảng chục năm rồi đúng không tao nghĩ là như vậy thiết kế cái này là hơn chục năm này cánh cửa cánh gì nó là còn ổ dò dò luôn này, có cây sắt luôn này ổ dò nó đóng này. Sơn dòng đúng là bạn xem có thấy gì nữa dòng đẹp nhỉ. Lớn nha.
to luôn. Rồi ông Mậu bác ơi, Lâm cũng chia sẻ cho ông Mậu của bác xem mà. Cái ngôi nhà này không biết có vong quỷ dữ gì không. Bây giờ quay thì không thấy. Rồi, video của Lâm sẽ kết thúc tại đây. Hẹn báo bác những video tập sau. Lâm sẽ trở bằng đêm có thấy gì không nhầm bác ha. Rồi, chào tạm biệt bác nha.